trước đó, vào khoảng 21 giờ tối 9 tháng 11, tổ công tác các hoàng kiếm mật phục phát hiện nhân viên trong xe tại điểm 31 hàng gai đang tự ý thỏa thuận thu 40.000 đồng một xe máy của khách có nhu cầu gửi để tham quan tuyến phố đi bộ. Đáng chú ý điểm trong xe này có phép và niêm lết mức giá công khai là 8.000 đồng trong xe buổi tối và 5.000 đồng ban ngày một xe máy. Tại Cao Hàng Gai, nhân viên trong xe của công ty là Từ giết Anh thừa nhận đã qua mặt công ty tự thỏa thuận với khách thu quá quy định để thu lời. Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Bùi Văn Đăng khẳng định, tất cả những điểm trong giữ xe có phép trên địa bàn quận Hoàng Kiếm đều phải thực hiện đúng những quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Bên cạnh đó, các hoàng kiếm cũng thường xuyên tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với những trường hợp bãi xe không phép, thu giữ quá giá quy định, lấn chiếm diện tích so với giấy phép. Xem link gốc tại đây.